Hải Tú có một điểm đỉnh cao mà có cả sự giúp sức không nhỏ của Sơn Tùng MTP lẫn Thiều Bảo Trâm. Đã một tháng trôi qua kể từ drama Trà Xanh, nhưng những chuyện ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm giữa Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng và Hải Tú vẫn là đề tài được nhiều khán giả quan tâm. Trong đó, Hải Tú được cho là nguyên nhân khiến cuộc tình 8 năm này tan vỡ. Người ta thường bảo, ở thời đại thông tin hôm sau hot hơn hôm trước, một scandal có to lớn cỡ nào cũng may mắn được một sự kiện khác chồng lên, rồi dư luận sẽ lãng quên thôi. Đúng, trong một vài trường hợp người ta quên thật, chẳng hạn như hôm trước netizen còn bàn tán xôn xao chuyện Sơn Tùng đạo nhạc, dính bản quyền đến mức MV bom tấn đóng cùng Hải Tú bị gỡ khỏi YouTube. Sang hôm sau, đùng một phát, người Anh Hàn Quốc G-Dragon bị lộ ảnh hẹn hò với Jennie Blackpink. Nhắc lại một chút, lùm xùm tình cảm giữa ba nhân vật Sơn Tùng MTP, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú vẫn luôn nhận được sự quan tâm của dư luận và chưa hề có dấu hiệu lắng xuống. Nhiều anti-fan lên tiếng chỉ trích Sơn Tùng và Hải Tú trước nghi án người thứ ba. Sự tấn công của anti-fan không dừng lại ở cả hai mà còn lây sang cả bố mẹ Sơn Tùng. Nhiều người bình luận dưới bài đăng gần nhất của mẹ Sơn Tùng bằng những lời lẽ không hay. Hơn nữa, anti-fan còn thả loạn ảnh gợi cảm của Hải Tú từng chụp để lên án Sơn Tùng, mỉa mai nhân cách của nam ca sĩ và cả người được cho là con dâu tương lai. Không dừng lại ở đó, cư dân mạng bất ngờ đào lại được màn tương tác đặc biệt của Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng, Hải Tú từ trước khi scandal xảy ra. Khi một photographer đăng tải hình ảnh chụp Hải Tú trên trang cá nhân trong quá khứ, Thiều Bảo Trâm đã bất ngờ dành lời khen có cánh cho cô nàng hot girl một thời này. Xinh quá anh à! Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn hy vọng sẽ được chụp một tấm hình tương tự với nữ diễn viên độc quyền của nhà MTP Entertainment. Sắp tới anh chụp cho em ướt át vậy nha anh, phải ướt vậy nha không được kém. Dưới phần bình luận, hàng ngàn cư dân mạng cả fan và anti-fan tranh nhau tăng tiền Hải Tú và Sơn Tùng vào để được thỏa mãn cà khịa hai người. Nhưng màn cà khịa vô tình đang nhắc lại chuyện tình buồn của Thiều Bảo Trâm trên chính trang cá nhân của nữ ca sĩ. Đấy, bao nhiêu phốt to phốt nhỏ gì cõi mạng cũng quên rất nhanh, duy nhất có câu chuyện Tuesday giật bồ Trà Xanh là vĩnh viễn không bao giờ quên. Nói có sách, mách có chứng. Đến tận thời điểm hiện tại, bức ảnh gần nhất Hải Tú đăng trên Instagram vào ngày 11 tháng 1 được netizen cho là đội mũ đôi với Sơn Tùng có lượng tương tác cực khủng. Tính đến 11 giờ ngày 16 tháng 3, lượng bình luận của bức ảnh này đã lên đến con số 58.939 lượt, một con số mà cả Sơn Tùng lẫn Thiều Bảo Trâm đều chưa bao giờ chạm tới. Đến tận thời điểm hiện tại, vẫn còn rất nhiều netizen rảnh rỗi vào Instagram của Hải Tú cãi nhau tưng bừng, chuyện có hay không cô là Trà Xanh. Hai bên chiến nhau nhiệt tình đến nỗi từng phút từng giây đều có những bình luận mới. Đây không khác gì một topic tranh cãi về đạo lý của những cư dân mạng thích trình bày quan điểm cả. Nhưng cũng nhờ vậy mà bức ảnh có chiếc caption đáng yêu, thì dạo này hơi thích đội nón đấy ồ ồ của Hải Tú xưng vương trong làng Instagram Việt. Với lượt bình luận khủng thế này thì Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm còn lâu mới bằng. Bằng chứng là trước khi scandal Trà Xanh, văn mẫu thương em xảy ra, lượng tương tác của Thiều Bảo Trâm khá hèo. Mỗi bức ảnh đem về cùng lắm là vài trăm bình luận khen xinh xắn, đáng yêu. Bức ảnh trước khi scandal Trà Xanh vào ngày 21 tháng 1 xảy ra, bình luận của Thiều Bảo Trâm lúc đó khoảng hơn 500. Tuy nhiên, đến ngày 25 tháng 1, hình ảnh lộ diện của Thiều Bảo Trâm sau scandal đã thu về hơn 28.000 lượt bình luận. Đây cũng là tấm ảnh có lượt tương tác cao nhất của tình cũ Sơn Tùng tính tới thời điểm hiện tại. Những hình ảnh mới nhất của Thiều Bảo Trâm sau những ồn ào, số bình luận của netizen cũng giảm đáng kể. Sơn Tùng cũng không khác gì Thiều Bảo Trâm là mấy, bình thường một tấm anh chàng đang gom về vài nghìn bình luận. Kể cả ảnh cởi áo sexy thì cao lắm cũng chỉ có 6.255 lượt comment thôi. Điển hình như bức ảnh đã cởi áo hé hé câu dẫn là thế, nhưng tương tác không tốt là bao. Nói tóm lại, Sơn Tùng hay Thiều Bảo Trâm người ta có thể quên, riêng Hải Tú, cô nàng vẫn được cư dân mạng nhớ dài dài.